Đáp án đố vui kinh thánh nhân ngày thiếu nhi tinh lành phần 1 cựu ước. Câu số 1, cậu bé được sinh ra và người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Chúa Trời. Đó là Seth ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 26, đáp án câu C. Câu số 2, em bé được hứa trước và cha mẹ phải chờ đợi 25 năm em bé mới được sinh ra. Đó là A, Isaac. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 4 cho chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham và hứa với Abraham thì lúc đó ông khoảng 75 tuổi. Và cho đến khi Abraham sinh Isaac thì lúc đó ông 100 tuổi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 5. Như vậy, Abraham và Sarah đã chờ đợi 25 năm để có được một đứa con theo như lời hứa của Chúa. Câu số 3, em bé trong bụng mẹ đã biết nắm gót người khác. Đáp án câu B, đó là Jacob, Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 26. Câu số 4, cậu bé có giấc mơ đẹp nhưng phải trải qua nhiều gian khổ mới đạt được giấc mơ đó. Đáp án A, đó là Joseph trong Sáng Thế Ký đoạn 37 đến đoạn 50. Ở trong phần đố kinh thánh nhân ngày hiếu kính cha mẹ thì chúng ta có nói đến câu chuyện của Joseph. Câu số 5, cậu bé chỉ ở với mẹ mấy năm đầu đời, được mẹ dạy lời Chúa, sau đó phải sống xa gia đình nhưng vẫn giữ lòng kính sợ Chúa, vâng lời Chúa và phục vụ Chúa kết quả trọn đời. Đó là Samuel ở trong sách Samuel nhất và Môi-se ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 2 trở đi. Vậy ở đây chúng ta chọn câu D, đó là câu B và C đúng. Điều này cho chúng ta thấy rằng là phụ huynh chúng ta có trách nhiệm dạy lời Chúa cho con em của mình, nhất là các em ở tuổi còn nhỏ. Vì đó là cái lúc mà các em học lời Chúa nhớ lâu nhất, kết quả nhất, và đó là nền tảng cho cả đời sống đức tin của các em sau này. Cho nên chúng ta cần dạy lời Chúa. Câu 6, em bé biết chơi trốn tìm từ trong bụng mẹ. Đó là bé Sirach ở trong Sáng Thế Ký đoạn 38 câu 27 đến câu 30, nói về việc Tama có thai đôi và đến ngày sinh thì em bé Sirach đưa cái tay ra trước bà mụ người đỡ đẻ, lấy cái sợi dây chỉ cột cái tay này để làm dấu, nói rằng đây là đứa anh, nó ra trước. Nhưng sau đó em bé lại rút tay vào và Phê-rết là người sinh ra trước, rồi sau đó mới đến Sê-rách. Câu số 7, bé gái nhỏ mà dám đặt câu hỏi với công chúa Pharaoh và gợi ý cho công chúa việc phải làm. Đáp án A, đó là bé Miriam, là chị của Môi-se. Miriam là một thiếu nhi và được mẹ phân công để giữ em của mình, là em bé Môi-se được đặt ở trong chiếc nôi, chiếc rương mây thả trôi dưới dòng sông. Và khi Miriam thấy công chúa Pharaoh vớt cái nôi đó lên thì Miriam dù là một em bé nhỏ nhưng đã can đảm khôn ngoan chạy đến và hỏi công chúa rằng: công chúa có muốn tôi tìm một người vú nuôi để nuôi em bé này không? Và công chúa nói rằng ta cần. Và thế là Miriam chạy về gọi mẹ của mình ra, và công chúa Pharaoh đã giao Môi-se lại cho mẹ để nuôi, và mẹ đã nuôi nấng và dạy lời Chúa cho Môi-se trong những năm đầu đời. Và điều này rất là quan trọng, như cái câu trên chúng ta đã nói, Môi-se có được nền tảng lời Chúa, đó là nền tảng đức tin của Môi-se. Và cho dù sau đó Môi-se phải vào ở trong cung điện, ở đó học đủ mọi thứ, thờ cúng thần tượng ở trong thế giới Ai Cập lúc bấy giờ, nhưng Môi-se không có quên Chúa, và Môi-se vẫn tiếp tục tìm cách để giải cứu dân sự của mình. Và Môi-se đã được Chúa kêu gọi để lãnh đạo dân sự, và ông sống suốt cuộc đời của mình hầu việc Chúa một cách kết quả. Câu số 8, thái độ đối với Chúa và lời của Chúa là tất cả những thái độ trên. Câu D là đáp án. Ở trong Phục Truyền đoạn 6 cho chúng ta biết rằng trước nhất
Phụ huynh phải hết lòng kính mến Chúa, giữ lời Chúa trong lòng và rồi dạy lời Chúa cho con cháu của mình, tận dụng mọi cơ hội, mọi phương cách để dạy lời Chúa cho con cháu của mình. Đó là trách nhiệm của phụ huynh trong việc dạy lời Chúa cho con cháu của mình. Câu số 9, em bé đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời từ trong lòng mẹ. Đó là Samson. Đáp án câu A ở trong các quan sát đoạn 13 câu 5. Và ngay từ trong lòng mẹ thì Samson đã là người Nasire cho Chúa, có nghĩa là được biệt riêng ra cho Chúa. Và Chúa dùng Samson để có cái sức mạnh phi thường để đánh dân Philistin và giải cứu dân Do Thái khỏi cái sự bức hại của người Philistin. Câu số 10, chọn những điều đúng với cậu bé Samuel. Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả các điều trên đều đúng. Samuel là đứa con cầu khẩn, mẹ là Anne bị son sẻ và cầu xin với Chúa cách tha thiết và xin Chúa cho có được một đứa con. Và khi Samuel được mẹ nuôi một thời gian ngắn ở tại nhà dạy lời Chúa, và Samuel được đem đến đền thờ sống với thầy tế lễ Heli và hai người con của Heli. Và trong lúc lời Chúa lấy làm hiếm hoi thì Samuel có thể nghe được tiếng của Chúa. Chúa đã phán với cậu bé Samuel. Rồi từ khi thơ ấu đã được làm tiên tri nổi tiếng khắp cả nước, từ Bắc chí Nam, đất nước Do Thái đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri cho Chúa. Và Samuel là người không vấp phạm trong lời nói của mình. Câu số 11, đứa trẻ con của người nữ Sunem đã được Elise làm sống lại như thế nào? Đứa con của người nữ Sunem đã bị chết, và khi bà đến mời tiên tri của Chúa là Elise đến thì Elise đã, ông cầu nguyện, ông nằm ở trên đứa trẻ, mắt đối diện với mắt, miệng đối diện miệng, mũi đối diện với mũi của bé. Rồi ông làm như vậy hai lần, làm cho cơ thể của bé ấm lại, và sau đó em bé đã sống lại. Như vậy chúng ta chọn đáp án D, tất cả đều đúng. Kinh Thánh Các Vua Nhì đoạn 4 câu 35. Câu số 12, đứa đầy tớ gái đã cứu ông chủ thoát khỏi bệnh nan y bằng cách nào? Đáp án câu A, nói một câu với bà chủ ở trong Các Vua Nhì đoạn 5 câu 3. Đó là một đứa đầy tớ gái của người Do Thái bị bắt làm nô lệ, và bé này đã nói với bà chủ, và bà chủ nói lại với Naaman, và Naaman bởi cái điều đó mà đi đến, và Elise đã kêu ông tắm xong vô đanh 7 lần và ông được sạch khỏi bệnh phung. Câu số 13, cậu bé lên làm vua lúc 8 tuổi và làm điều thiện trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Josia, câu B, Josia ở trong Các Vua Nhì đoạn 22 câu 1 đến câu 2. Đây là vị vua nhỏ tuổi nhất và làm điều thiện trước mặt Chúa, làm điều đẹp lòng Chúa. Câu số 14, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo là con đường nào? Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh Cựu Ước thì con đường đó là lời của Chúa. Và đối với Kinh Thánh Tân Ước thì chính Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài chính là con đường, là chân lý, là sự sống. Cho nên ở đây chúng ta chọn câu C là cả hai đều đúng. Chúng ta dạy lời Chúa cho trẻ thơ và chúng ta dạy chính Chúa Giê-xu cho trẻ thơ. Và như những cái câu trên chúng ta thấy ích lợi của việc dạy lời Chúa cho con trẻ, cho nên chúng ta cần phải dạy lời Chúa cho con em của chúng ta. Câu số 15, những cậu bé biết giữ mình khỏi bị ô uế và được Chúa ban cho sự khôn ngoan thông sáng gấp 10 lần những thuật sĩ. Đó là Daniel và ba người bạn của ông. Đây là những cậu thiếu niên người Do Thái bị bắt đi làm nô lệ, làm phu tù. Và khi ở xa gia đình như vậy, nhưng mà bởi vì trong lúc tuổi thiếu nhi đã được cha mẹ dạy dỗ lời Chúa, cho nên các cậu bé
giữ lời Chúa, vâng lời Chúa, và các cậu bé không có chịu ăn những thức ăn mà vua cho, bởi vì những thức ăn đó đã bị cúng tế thần tượng rồi. Không uống những cái thức uống của vua, bởi vì thức uống đó cũng cúng tế thần tượng rồi. Và ba người bạn xin để ăn rau thôi. Và họ đã ăn rau và họ khỏe mạnh, họ tốt tươi, cũng như là họ được Chúa ban cho sự khôn ngoan gấp 10 lần những thuật sĩ, những người ngoại bang. Và họ đã được vua trọng dụng để làm những người tư vấn cho vua. Và Daniel cũng là cái người có được Chúa ban cho sự khôn ngoan để giải nghĩa những chiêm bao, và ông có những cái khải tượng rất là ích lợi. Và sau này Daniel và ba người bạn đã làm sáng danh Chúa ở tại đất ngoại bang. Câu 16, bạn học được gì từ lời Chúa qua những câu đố kinh thánh trên? Đây là câu trả lời của bạn. Bạn học được gì hãy ghi ra và chia sẻ cho mọi người nhé. Đố vui kinh thánh nhân ngày thiếu nhi tinh lành phần 1. Nếu bạn thấy những câu đố này ích lợi cho bạn trong việc học lời Chúa thì hãy đăng ký kênh, thích và chia sẻ cho nhiều người. Cảm ơn bạn đã xem. Xin Chúa ban phước cho bạn. Mời bạn đón xem Đố vui kinh thánh nhân ngày thiếu nhi tinh lành phần 2 Tân ước.